Vâng, xin chào quý chú ba anh chị đã quay trở lại kênh Chợ Nhật Bãi. Hôm nay em về được một ít tay an toàn, tay hông rất là dễ xài, dễ thông dụng, thao tác nhanh gọn lẹ ha. Thì đơn trên 300 anh chị mình chuyển khoản bên em sẽ bao ship, đơn dưới 300 vui lòng cộng thêm giùm em 10.000 tiền phí ship, ship code đồng giá là 30.000 một đơn. Thì hôm nay là đai hông nên chị mình có thể mình sử dụng cho mình leo cột điện này, hoặc là anh chị mình có thể lắp dàn ráo công trình xây dựng, mình lắp bảng hiệu, bảng quảng cáo, hoặc là anh chị mình xài trong trường hợp thoát hiểm này kia cũng được ha. Thì đai hông là anh chị mình ứng dụng rất là nhiều. Sàng sàng 3 4 mã đầu là giống nhau ha, có mã cuối là anh chị mình thấy là có thêm được hai cái móc như thế này này, hai cái móc xoay 360 độ rất là chắc chắn. Móc này thì mình tải chắc phải tầm khoảng 250 kg độ lại nhưng chị ăn rất là chắc chắn. Rồi, đầu tiên anh chị ăn, đây là một chiếc đai, anh chị mình thấy rất là mới ha, quá trời mới luôn. Này thì xài đảm bảo an toàn. Hàng của Fuji Denko, dòng này rất là chất lượng ha. Thường thường anh chị mình sẽ gặp hàng của hãng là SK11 này, rồi Tajima. Rồi đây là dòng Fuji Denko xịn ha, anh chị mình có thể mình mua thêm dòng cao cấp là dòng Titan nữa. Rồi thì Fuji Denko là xài rất là ngon rồi, anh chị yên tâm mình sử dụng bền chắc chắn đảm bảo an toàn. Đồng giá là bốn mã đầu là 350 một đai anh chị, hàng gồm có một đai hông và một sợi dây thừng có phần tăng đưa thêm như thế này ha, sóc này đó, thần tăng đưa chống sóc thêm. Đầu tiên thì anh chị mình thấy là đai thì có một sợi đai, dây này thì tầm khoảng 1m15 size M, 1m15 anh chị mình vòng bụng tầm khoảng 100 độ lại là mình có thể xài, hơn 100 chút xíu thì mình có độ lại mình có thể xài ha. Đây, bản rộng là 5 sang lên, anh chị mình có xài chung các phụ kiện mà chữ D hoặc là chữ chữ oval hoặc là chữ D tầm khoảng là chữ C, chữ D tầm khoảng là 5 sang bản rộng này thì mình có thể mình xài chung với lại cái dây hông này, bản rộng là 5 sang. Rồi. Đẹp anh chị ăn, quá trời mới luôn nên chị yên tâm hàng chất lượng. Cái móc này mình có thể mình móc thêm một sợi dây chống sốc, dây thừng hoặc là dây chống sốc vô thêm để mình móc an toàn vô ha. Rồi, thì chiều dài sợi dây này tầm khoảng 1m15 chứ, này là dính bụi bặm dơ thôi chứ còn hàng rất là mới ha, mới tinh. Đó. Ở bên này thì anh chị mình thấy giùm em là mới nè, rất là mới luôn. Này dính dơ chút xíu là Fuji Denko Japan của Nhật ha. Đó, rồi. Chỗ này thì anh chị mình có thể mình tổng thể từ cái chốt này, từ cái móc này ha, mình có thể mình gắn thêm các móc phụ kiện chữ D, chữ C, oval để anh chị mình gắn vô phần đai hông này, mình sử dụng thêm Fuji Denko của Nhật ha, Fuji Denko này, bên này cũng có chữ luôn. Rồi dây thừng này tổng thể từ cái chân này cho tới cái đầu cái móc này anh chị em là tổng thể là 1m rưỡi anh chị em, tổng thể là 1m rưỡi. Ở đây anh chị mình thấy tải trọng của cái móc này tầm khoảng 100 kg ha, thì anh chị mình tầm khoảng 70-80 kg cộng thêm cái túi đồ nghề mình mang mình lên nó tầm khoảng 10 mấy kg nữa là anh chị mình có thể mình sử dụng rồi. Thực ra là tải trọng nó sẽ lớn hơn ha, nhưng mà mình khuyến cáo là tầm khoảng 100 kg đổ lại thôi. Rồi thì chỗ này anh chị mình thấy là tổng cộng dây này tầm khoảng 1m rưỡi, mình có thể mình rọc cái phần bao nhựa này ra là nó sẽ rách ra, thì anh chị mình kéo cái cộng dây thừng bên trong này dài tổng thể được là tầm khoảng 1m7 nữa, là tầm khoảng dài nhất là 3m rưỡi trong trường hợp khẩn cấp mình cần xả dây xuống ha, ví dụ tầm giữa tầng đứng ở giữa tầng ban công tầng 1, tầng 2, tầng 3 rồi đó thì anh chị mình có thể mình rút ra mình xả ra để mình rớt xuống tầng dưới vô ban công. Rồi thì tổng chiều dài từ cái chân này, từ cái chân là cái móc chữ chữ D này cho tới cái đầu này anh chị ha, đầu cái móc này là 1m rưỡi ha, tổng thể của sợi dây thừng. Dây thì chắc chắn rất là mới này, nó có khóa sóc, khóa lắc anh chị ha, khóa lắc anh chị mình không bấm cho được đâu, Fuji Denko này đó, khi anh chị mình muốn mở ra để mình móc vô dàn ráo hay là những cái điểm cố định hoặc là ban công thì mình phải bấm nút bên này ha, bấm này thì mình mới bấm được, còn nếu mà anh chị mình không bấm thì mình không có mở vô được ha, đây khóa lóc để đảm bảo an toàn đó. Thì anh chị mình thấy những cọng như thế này, đây là dây thừng ha, dây thừng có cái thêm cái phần mà tăng đưa thêm như thế này, mình có thể coi thêm 1m8 tăng đưa ra 3m rưỡi, đẹp nha chị nha. Rồi thì anh chị mình thấy những cọng dây mà màu đen như thế này này, dây này thì cái chế độ rút tự động nó dài tổng tầm khoảng 1m rưỡi 75, 1m2 đến 1m rưỡi, thì anh chị mình giá tầm khoảng 2,7 triệu đến 3 triệu mấy này, thì mình có thể mua dây đây, dây này xài rất là chắc chắn. Khác biệt đó chỉ là cái móc này là móc nó rút tự động ha, còn này thì móc là móc dây thừng, thì nó chênh lệch nhau chút xíu thôi, nhưng mà anh chị mình thấy rất là xịn ha, từ 2,5 triệu đến 3,5 triệu một dây đó. Rồi cái này thì sàng sàng 1, 2, 3, 4 giống nhau hết cho anh chị ăn. Mã số 1 đi, mã số 1 giá là 350. Số 2 ha. Rồi số 2 cũng 350 anh chị ăn, cũng mới như trang nhau à. Đó. 350 một cộng anh chị ha. 1, 2, 3, 4 đồng giá 350. Móc mới tinh.
dây ha, móc. Rồi số 3, dây này cũng 350 nha chị ha, y chang nhau ha, bốn mã đầu là y chang nhau ha, độ mới nó tương đương nhau, sàng sàng nhau chút xíu thôi. Mã số 3 gồm có một sợi dây hông dài tầm khoảng 1m15 và tổng thể từ cái chân chữ phụ kiện chữ D này cho tới cái đầu này là móc này, anh chị mình móc vô xà gồ là tầm khoảng 1m5 ha. Rồi thứ tư này cũng y chang thôi nha chị nha, thứ tư cũng y chang thôi, 350 luôn, đồng giá hết. Này anh chị mình thợ điện, anh chị mình mua rất là nhiều để mình leo này, hoặc là anh chị mình có đợt này mưa bão lũ á, hay cần đi sửa chữa thì mình có thể mình mang theo đảm bảo an toàn ha. Rồi 1 2 3 4 5, số 5 này thì y chang số 1 2 3 4 nha anh chị ăn, nhưng mà kèm theo cho anh chị mình hai cái móc này nữa. Cái móc này thì rất là chắc chắn, cái này thì mình có thể mình gỡ ra mình xài cho cọng khác cũng được. Cái chỗ này thì anh chị mình sẽ móc vô một cọng dây thừng, mình làm thêm một cái cọng dây thừng khác để mình móc vô dây an toàn khác cũng được ha. Đó, giống như là cái chỗ cái chốt này này, mình có thể mình làm một cục dây thừng khác mình móc vô cái cục này mình xài riêng. Đó, chỗ này là xoay 360 độ, làm bằng thép khung rỉ ha, thép khung rỉ nha anh chị ăn, nên là nó sẽ có hít 500, hít nhẹ, thép khung rỉ. Rồi khi xài đây là cái khóa lắp anh chị ăn, mình không có bấm vô được, muốn bấm vô thì mình phải bấm bên này. Cây này rất là nặng, mua một cục này luôn. Tìm giùm em cái cục này là dòng sản phẩm là Tesu Yoron Hook FF-1010-2 ha. Đó, mới chưa xài, rất là mới luôn, quá trời mới. Đó. Rồi dây này cũng dài tầm khoảng 1m15 nha chị ăn, tổng thể từ cái chân chữ D này cho tới cái đầu cái móc này là 1m15 1m rưỡi nha chị ăn. Còn sợi dây hông này màu đen á, là 1m15 ha, 1m15, dây đẹp nha chị nha, dây đẹp như thế này. Đó. Rồi, đây là phần đầu giống như dây niệt ha. Khi anh chị mình xài thì mình sẽ xỏ vô đây. Đây có cái dấu số 1, số 2 cái từng bước nè, mình sẽ xỏ vô đây. Đó, các anh chị mình đẩy vô đây. Japan của Nhật nha chị ăn, chứ nghĩa rõ ràng đầy đủ Japan đây. Các anh chị mình nó có những cái răng để mà bám này này, không có bị trượt này. Xong rồi anh chị mình nẹp vô cái phần mà cái miếng nhựa này nữa là rất là chắc này. Đó, ok ha. Rồi, tăng đưa thêm từ 1m7 cho tới 3m rưỡi anh chị ăn, 1m8, 3m rưỡi, tải trọng 100kg Tesu Yoron. Dây này thì kèm theo cho anh chị mình là thêm hai cái móc ha, đây hai cái móc này, anh chị mình có thể mình làm thêm hai cọng dây thừng để mình móc vô hai cái móc này mình xài nữa, hoặc là mình để mình cậu đồ hàng hóa cũng được ha. Tầm khoảng dây này chắc tải tầm khoảng 250kg độ lại. Đây cái móc 360 độ này, nói về hai cái móc là thôi nha anh chị nha, chứ còn dây thì cứ đúng thông số giùm em, tầm 100kg đổ lại một người ha. Đó, nguyên cục này rất là chắc này. FS-109 ha. Rồi, dây này anh chị mình chốt giùm em mã số 5, giá là 470 ha. Hai cái móc rất là chắc chắn. Hai cái móc chạy ra tầm khoảng là 80-90 ngàn một cái, 85 ngàn cái. Rồi, cái này chốt giùm em mã số 5, giá là 470. Thì hôm nay về được nhiêu đây dây anh chị ha. Rồi anh chị mình chốt hàng thì mình chốt cho em là đai 350 hoặc là đai 470. Rồi em xin chân thành cảm ơn.